Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh muốn gửi đến quý vị và các bạn, các kiều bào của Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, những cái quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến quý vị và các bạn. Thì hôm nay video của tôi có tên rằng là Người nước ngoài thừa kế bằng giá trị. Thưa quý vị và các bạn, phần trình bày của tôi sẽ là 3 phần. Thứ nhất là một cái câu hỏi của khách hàng. Cái thứ hai nữa là những cái quy định của luật Việt Nam đối với việc thừa kế có yếu tố nước ngoài. Cái thứ ba đó là những trường hợp mà thực tiễn văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc có được trong quá trình thực nghệ. Thưa quý vị và các bạn, trở lại vấn đề thứ nhất. Thì tôi có một cái cô khách hàng cũng lớn tuổi rồi. Cô bảo rằng là luật sư biết không, tôi thì mẹ tôi mất, có một cái miếng đất ở ngoài Thủ Đức, nhưng mà chị gái của tôi thì lại không cho tôi được thừa hưởng. Và bây giờ thực sự rằng là nói thật với luật sư rằng là mặc dù là tôi đi từ khoảng năm 1985, nhưng mà tôi bên đó thì tôi ăn hưởng cái trợ cấp, cho nên cho đến thời điểm này thì tôi cũng không dư giả gì. Tuy nhiên thì luật sư biết rằng đối với người chị gái của tôi thì ở Việt Nam quản lý trực tiếp toàn bộ cái di sản của ba mẹ, và tới thời điểm này thì chị đã đăng sang tên đăng bộ từ mẹ. Và bây giờ luật sư biết không, tôi có cái di chúc mà mẹ tôi lập trong cái quá trình năm khoảng năm 2004 tôi về nước, nhưng thực tế rằng là bây giờ tôi nói thì nói nhưng mà chị tôi lại không cho tôi được một cái phần đất nào. Và luật sư biết không, mặt đất ở Thủ Đức thì bây giờ chị tôi đã cho người cất lên một cái nhà rất là to và cho thuê mỗi tháng khoảng 3-4 ngàn đô gì đó, trong khi là tôi nói rằng là đất đai thì chỉ có 2 chị em. Thì thôi bây giờ chị không chia cho em nhiều thì bây giờ chị chia cho em ít. Nhưng mà tuy nhiên là bây giờ thực tế thì không chia cho em được. Và qua những lần liên lạc bằng Skype, tôi đã hiểu được rằng những cái tâm sự của những người sống đi vào những thời gian đó. Cô bảo với tôi rằng là ở thời gian đó thì cô đi, cô gửi tiền về nuôi mẹ, giúp đỡ chị trong suốt thời gian đó. Tuy nhiên rằng là khi mà mẹ mất thì cô cũng về, và mẹ cô cũng đã cái di chúc cho cô một phần trong cái tổng cái phần diện tích đó. Và cái di sản thừa kế mà mẹ cô cho đó thì cô cầm cái di chúc của đi quân đó. Nhưng mà ròng rã nhiều năm trời kể từ khi mẹ cô chết thì người chị của cô không đồng ý chia tài sản, và không biết một cách nào đó chị cô đã làm cái hợp thức hóa cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên của chị, và bây giờ là không đồng ý chia cho cô. Thưa quý vị và các bạn, chắc có lẽ là video chỉ dừng lại ở mức tư vấn, cho nên thưa quý vị và các bạn, theo quy định của pháp luật Việt Nam thì người nước ngoài, tức là người không còn quốc tịch Việt Nam, thì chỉ được hưởng thừa kế bằng giá trị. Đó là những cái quy định của pháp luật Việt Nam. Bây giờ tôi ví dụ như thế này, miếng đất của cái cô khách hàng của tôi là 1.000 mét, thì khi cô khởi kiện đến tòa với cái trị giá là 2 tỷ đồng, trong cái di chúc có ghi rằng là cô được 1/2 cái di sản này, thì mặc dù là quyền sử dụng đất là 2.000 mét vuông, tuy nhiên rằng cô chỉ được hưởng cái giá trị 1.000 mét vuông, tương ứng trong cái quá trình định giá thì tòa sẽ có cái công ty thẩm định giúp để thẩm định cái giá trị quyền sử dụng đất là 1 tỷ đồng. Và nếu có cái di chúc thì tòa án sẽ căn cứ những cái quy định pháp luật đối với cái hàng thừa kế để mà có cái phán quyết
chi cho công được giá trị 1.000 mét quyền sử dụng đất tại thời điểm tòa xét xử là 1 tỷ đồng. Và vì quy định của pháp luật Việt Nam, người nước ngoài không được hưởng quyền sử dụng đất và nhà, cho nên cô chỉ được hưởng giá trị. Thực ra thì cái điều này nó cũng xuất phát từ tránh những cái trường hợp là đất và nhà sẽ bị lợi dụng và bị bán hết cho nước ngoài. Cho nên trong trường hợp này thì luật đã quy định rằng người nước ngoài chỉ được mua một cái căn hộ nhỏ lẻ. Thì tôi nói thật với quý vị và các bạn, cái việc mà người nước ngoài chỉ có 4 cái dạng thôi. Thứ nhất là dạng là hồi hương, thứ hai là dạng có công đóng góp, cái thứ ba nữa là dạng kinh doanh, sản xuất kinh doanh đầu tư ở Việt Nam, thì được quyền mua một cái căn hộ để ở chứ không được đầu tư bất động sản. Cái đó là lo lắng của chính phủ Việt Nam. Vấn đề này mình không bàn, mình chỉ nói rằng là đối với người nước ngoài thì được thừa kế bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm tòa xét xử. Thưa quý vị và các bạn, thì trong cái quá trình hành nghề thì tôi cũng có một cái vụ mà thực tiễn là văn phòng thi cũng kéo dài khoảng 4 năm trời. Bà gửi tiền về Việt Nam thì bà mua một cái quyền sử dụng đất. Thì trong quá trình bà mua quyền sử dụng đất thì má của bà quản lý sử dụng. Bà gửi tiền về đầu tư cái nhà cho mẹ bà, thì người anh ruột của bà tại thời điểm này có mâu thuẫn với người chị dâu, cho nên trở về ở chung với người mẹ của mình, mẹ của bà. Trong cái quá trình đó thì bà đã ngoài cái việc mà xây dựng cho mẹ mình một căn nhà nó tươm tất, thì bà có xây một cái phần đất trên một cái nhà do tiền bà gửi về trên cái phần đất là khoảng 300 mét vuông gì đó. Và mẹ bà cũng mất, và anh bà cũng mất. Thì khi mà anh bà mất thì người chị dâu tại thời điểm này thì vẫn còn là vợ hợp pháp, cho nên theo quy định của luật Việt Nam, chị dâu bà là người hạn thừa kế thứ nhất. Cho nên chị dâu bà cho rằng là cái tài sản mà người anh bà đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là của họ, căn nhà từ đường vẫn là của họ, và cái căn nhà bà xây trên cái phần đất này cũng vẫn là của họ. Cho nên chính vì lẽ đó các bên không thể thỏa định được. Họ vẫn biết cái tài sản căn nhà mà mẹ ruột của họ là tiền của bà, họ vẫn biết là căn nhà liền kề được xây trên cái phần đất 300 mét vuông vẫn là nhà của cái cô Việt Kiều. Tuy nhiên rằng họ cứ nói như vậy, và họ có những cái cách đố khởi kiện tại tòa án. Và gần 4 năm trời ròng rã, kết hợp cùng với một luật sư đồng nghiệp, thì tôi đã giúp cái cô Việt Kiều đòi lại cái quyền thừa kế bằng quyền sử dụng đất. Thì rất may mắn trong cái quá trình mà chia thừa kế thì chứng minh được rằng cái nguồn gốc đất này không phải do anh ruột của cô mua, mà nguồn gốc đất là do của người mẹ. Và quý vị biết rồi, khi là đất của người mẹ thì quay lại nguyên tắc là chia thừa kế quyền sử dụng đất, và người Việt Kiều thì được hưởng giá trị. Và còn cái quá trình mà xây nhà trên đất thì tôi cũng đã giúp cô bằng cách chứng minh là trong quá trình cô xây thì cái người chủ thầu xây cái phần đất đó có một cái hợp đồng với cô, và thế là quyền sử dụng đất được tòa chia thừa kế bằng giá trị. Còn căn nhà mà cô xây trên đất là tài sản do chính cô được hưởng, và tòa án đã tuyên bằng giá trị toàn bộ nhà và đất. Và sau khi quá trình mà tuyên bố đại khái nôm na rằng 300 mét vuông này là
và A được hưởng từ thừa kế từ người mẹ. Và cái nhà trên đất là cái nhà của bà. Thì sau khi có được cái bản án thì người cháu ruột mới bà mới tặng lại cho người cháu ruột, và người cháu ruột được hợp thức hóa giấy tờ ở hóa tên ruột. Thưa quý vị và các bạn, đây là một trong những video mà tôi tặng kiều bào với ước mong các anh chị các bạn nếu có những cái vấn đề không biết về luật Việt Nam, tuy nhiên là chúng ta thông qua cái video này để hiểu thêm được cái quy định của pháp luật Việt Nam. Quý vị và các bạn có thể xem một lần, hai lần, mười lần, thậm chí nếu quý vị và các bạn có những cái trường hợp cụ thể thì quý vị và các bạn cứ mạnh dạn gọi lại cho tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, hoặc để lại cái comment hoặc gửi cái email. Tôi sẽ mã hóa tất cả thông tin của quý vị một mặt, và tôi sẽ tư vấn những trường hợp cụ thể của quý vị một mặt, tôi sẽ mã hóa thông tin và gửi đến quý vị qua những cái thông tin bằng cách là thừa kế được hưởng giá trị như thế này. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn những video ban đầu có những cái hạn chế về phương tiện nghe nhìn, về những cái thách thức để làm video. Kính mong quý vị và các bạn, những đồng nghiệp, các anh chị sinh sống và làm việc ở nước ngoài, cũng như những bạn bè tôi có những đóng góp, thì xin để lại một cái lời nhắn comments ở phía dưới. Xin trân trọng cảm ơn.